đây, đi đâu? Ra đây, ra đây. Mình sẽ dắt các bạn đi về tuổi thơ của mình một lần nữa nha. Let's go. Không biết hồi nhỏ lúc còn đi học á, các bạn có từng thử qua cái món này chưa ha? Nhưng mà với mình nha, đây là món ruột đó. Trưa nào mà tới giờ ra chơi á, là tụi bạn với mình á cũng ù ra cái cô này, có ngồi ngay cái gốc me luôn. Ừ, định mệnh lắm, bà bán me rồi bà ngồi ngay cái gốc me. Cái món này thì cũng cực kỳ dễ luôn mọi người. Chúng ta sẽ cho nước sôi vào rồi chúng ta rằm ra cho đến khi nào me của chúng ta nó nhừ như thế này ha, thì chúng ta sẽ cho đường vào. Và cái lượng đường á, các bạn có thể gia giảm tùy vào khẩu vị của mình nha. Ở đây thì mình cho nửa ký đường lận á. Rồi mình sẽ bắt vào trong một cái bếp và bắt đầu mình sẽ sên. Và lưu ý các bạn lên sên lửa nhỏ thôi nha, sên lửa lớn quá thì cái này nó sẽ rất là dễ khét. Ở đây mình dùng một muỗng canh bột bắp cùng với một muỗng cà phê bột năng, mình trộn lại và thêm nước vào. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái hỗn hợp me của mình luôn. Các bạn sẽ khuấy lên từ từ cho đến khi nào mà cái hỗn hợp của chúng ta nó sệt sệt lại ha. Rồi đoạn cuối thì mình sẽ cho vào đây hai muỗng cà phê nước cốt chanh để cho đường của chúng ta không có bị lợi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi hỗn hợp của chúng ta sền sệt lại thì chúng ta sẽ tắt bếp và để nó nguội. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần rang mè và rắc lên thôi. Bây giờ mình sẽ múc thử cho các bạn xem nè, cái mè của chúng ta phải sệt sệt dẻo dẻo như thế này mới là ok nha. Cái này mà khuấy nước uống thì cũng rất là xuất sắc luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp với cái bánh tráng nha. Không tìm được bánh tráng ngày xưa cho nên mình sẽ dùng đỡ bánh đa. Chúng ta sẽ cho me lên như thế này ha, tán tán cho nó đều đều ra nha mọi người. Rồi tiếp theo thì các bạn chỉ cần rắc me lên, ngó ngó quanh nhà kiếm cho tôi một cây tăm xỉ răng nha mọi người. Rồi xách cái cây tăm đó đi theo tôi nha. Hay hấp dẫn ghê chưa. Bây giờ mình sẽ cùng nhau ăn thử nha. Trời ơi, ký ức tuổi thơ ùa về mọi người ơi. Mà bây giờ mọi người thì thấy nó bình thường, chứ hồi xưa cái này nó quý lắm luôn. Mình nhớ mẹ mình cho mình có 600 đồng mà một cái này như là 200 đồng. Mà mấy bạn có tin không, ra chơi là mình ăn hết ra 600 đồng. Cái này không nè, hầu như là dữ lắm là mình sẽ trừa lại để uống nước ngọt á. Hương vị chua chua ngọt ngọt. À, có thêm một tí xíu muối lên thôi, mặn mặn nhẹ. Để thêm cái mè nó thơm. Nhưng mà cái bánh này nè, là không đúng cái bánh của nó nha. Mà mình đi tìm cái bánh của nó thì không ai bán nha. Không biết cái bánh nó ở đâu làm. Nên là mình phải thay bằng cái bánh đa như thế này. Mình nhớ là mình ăn hết cái này nha. Giờ mình sẽ kẹp cái bánh đó lại, rồi mình ăn cái bánh đó. Giờ mình cắn là cái này nó còn nè, nó sẽ xì ra. Rất là đã luôn. Mà cái bánh đa này thì nó giòn lắm mọi người. Nó không được cái bánh đó đâu. Nhưng mà không có thì mình dùng tạm cũng được. Nói chung là lâu lắm rồi mình mới ăn loại cái hương vị này. Các bạn nên thử nha. À mà mình quên nữa, cái này là phải ăn bằng cái tâm nha mọi người. Không biết các bạn còn nhớ hay là các bạn có từng biết cái này chưa, chứ cái này là phải ăn bằng cái tâm nha. Ai không ăn bằng cái tâm là không phải tuổi thơ nha. Mình cũng không biết vì sao là cái tâm, nhưng mà ngày xưa thì mình ăn bằng cái tâm á mọi người. Và cái cô bán hàng á nhiều khi không có cái tâm như thế này luôn, cô dùng cái tâm nhang á. Mà hồi xưa thì mình đâu có biết cái vụ mà tẩm quá chất quá đầu này vô cái tâm đâu. Thì nít mà, nít nó đâu có biết cái gì gọi là quá chất đâu mọi người. Cái gì đưa thì nó khoái nặng thôi. Và cô bán rất là đắt luôn nha. Trưa nào tụi mình cũng trông chờ cô để mình ra cái tiệm của cô. Nhớ ghê á. Và mình thích nhất là ăn cái hộp me. Mình cực kỳ thích cái hộp me luôn. Tự nhiên giờ mất cười rồi. Ôi, rồi mình gặp thử mình ăn lại nha. Đó mình gặp lại mình ăn thử nha. Cái này thì không đúng bánh tráng nó dội, nhưng mà thôi kệ. Mất ngay cái hộp. Rồi. Kẹp lại ăn hơi bị đỉnh á. Cái này mà pha nước uống thì hồi xưa đâu có vụ đá me như bây giờ mọi người ha. Thì cái này mình nghĩ là đá me bây giờ là có sự người ta lấy cái này nè, người ta cộng hưởng, người ta thêm thì nó ra đá me bây giờ ha. Đây, các bạn thấy không, nó sợ là như thế này. Ngon nè. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên thả tim và ủng follow để ủng hộ tinh thần mình với nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye.